Thưa quý vị, tiếp tục ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, kỳ họp bước vào phiên thảo luận chung tại hội trường. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến thảo luận liên quan đến kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố về thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất, thuộc sở hữu nhà nước của thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, quy định, quy chế quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc nhà sở hữu nhà nước và tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước còn chưa đầy đủ, chưa điều chỉnh nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý sử dụng. Đây có thể là đặc thù của thành phố Đà Nẵng, do Đà Nẵng là địa phương duy nhất có tỷ lệ nhà ở xã hội chiếm tỷ lệ trên 80%. Do vậy, cần kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát bổ sung quy chế quản lý sử dụng, xử lý vi phạm nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và mô hình tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác quản lý vận hành nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Các đơn vị quản lý sở nhà xã hội hiện nay là trung tâm quản lý và khai thác nhà, thì đây là các hình thức quản lý đặc thù của thành phố chúng ta, khác với các hoạt động quản lý của ban quản lý tòa nhà chung cư. Do vậy, trong quá trình quản lý thì nó cũng có bộc lộ những cái tồn tại vướng mắc bất cập, cho nên là thời gian tới chúng ta cần phải nghiên cứu xem xét lại cái việc giao cho trung tâm quản lý nhà này quản lý cái toàn bộ cái chung cư này, vì trong quá trình thực hiện thì công tác duy tu sửa chữa bảo trì nó còn chậm, không đáp ứng yêu cầu, và hàng năm thì đang khoảng có trên 1.000 đơn thư người ta gửi đến kiến nghị đến việc mà hư hỏng các nhà chung cư này chậm được khắc phục xử lý, trong khi đó là cái nguồn lực dành cho việc bảo trì này nó cũng không tương xứng. Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh BAPI, các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đã nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2023. Một cái điểm đáng lưu ý trong cả chỉ số BCI đối với không chỉ của Đà Nẵng mà của cả nước, đó là cái hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp mà phổ biến. Nó nằm ở trong cái chi phí không chính thức, thì cái chỉ số này là được khá nhiều người quan tâm. Đặc biệt là cái chỉ số này, tức là doanh nghiệp người ta đồng ý với cái việc là hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp, thì cái chỉ số này tăng cao chung ở cả nước, trong đó thì thành phố Đà Nẵng chúng ta cũng tăng. Với kết quả này thì theo chúng tôi thì trong thời gian tới thành phố cũng cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong cái việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư. Chính quyền thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa các thủ tục và quy trình trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh năng động hơn, linh động hơn và cạnh tranh hơn so với khu vực và cả nước. Rà soát, loại bỏ hoặc không đặt thêm các quy định hoặc triển khai các hoạt động mang tính chất rào cản hoặc không tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và tôi nghĩ rằng tất cả các đại biểu Hội đồng Nhân dân ngồi đây, chúng ta muốn nhìn thấy sự chuyển biến tích cực này ngay trong quý 3 năm 2023. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, thảo luận về cơ chế chính sách đặc thù để tiếp tục thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố, về các dự án chậm triển khai, việc thực hiện đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố và một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiếp cận của doanh nghiệp và người dân đối với chuyển đổi số, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.